Rồi, hello anh em. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ một chút về cái thị trường của Hà Tĩnh. Thị trường Hà Tĩnh thì có những cái điểm như sau. Đầu tiên, thị trường Hà Tĩnh đang là một thị trường mà rất nhiều của những cái chủ đầu tư lớn họ nhóm mới đến. Nhưng mà trong các số chủ đầu tư lấy thì mình đánh giá cao nhất vẫn là tập đoàn Vingroup. Vì sao? Nó sẽ đầu tư một cái dự án là 2.000 hecta tại khu kinh tế Vũng Áng. Nhưng cái đặc biệt đây là cái 2.000 hecta này gồm những hạng mục gì tập đoàn Vingroup sẽ đầu tư vào đây? Thứ nhất là họ sẽ tự làm một cái cảng biển và cái trung tâm logistics, nó giống như kiểu Hải Phòng ấy, thì nhưng mà họ sẽ không làm to như Hải Phòng bởi là Hải Phòng của nhà nước. Thì Vin họ sẽ làm ở đây là một cái cảng biển. Thứ hai nữa là những cái dự án về nghỉ dưỡng, mới đây nhất là họ sẽ làm một cái dự án nghỉ dưỡng 24 hecta ở Kỳ Ninh, Kỳ Anh của Hà Tĩnh. Thì đấy là để họ nói luôn là mục đích để dành cho tất cả các chuyên gia trong khu công nghiệp của họ. Thêm nữa là họ sẽ làm cái khu đô thị trong cái diện tích là 1.500 hecta, gồm 500 hecta là lấn biển thì chắc chắn là chỗ đấy là cảng biển. Thì cái 1.500 hecta kia gồm một khu đô thị này, gồm một khu nghỉ dưỡng này, gồm một khu trung tâm vui chơi và giáo dục y tế, chắc chắn là sẽ có. Và quan trọng hơn ấy, vì sao mà Vingroup họ đầu tư cái dự án 2.000 hecta tại khu nghỉ Vũng Áng hay là nói rộng hơn là ở Hà Tĩnh? Thì nghe ngóng đâu đó thì chúng ta sẽ biết được là gì, là chủ tịch của tập đoàn Vingroup như là Phạm Nhật Vượng ấy, quê gốc chính là ở Hà Tĩnh, đúng không, ở Hương Sơn. Vậy thì cái việc mà họ khi họ đầu tư vào đây, ngoài cái việc theo góc nhìn của mình gọi là hướng về cội nguồn là một điểm. Thứ hai nữa là ở cái thị trường lao động ở đây ở Hà Tĩnh ấy, nó rất là nhiều luôn, và nó rất là rẻ. Thêm nữa cái mặt bằng ở Hà Tĩnh ấy, đang rất là sạch, dẫn đến là những cái chủ đầu tư lớn là họ sẽ đầu tư vào đây hết. Giống như là cái kết nối cầu Cửa Hội sang bên Nghệ An ấy, dọc cái chỗ cái con đường Xuân Hội ấy, chạy xuống tận thành phố ấy, thì các dự án nghỉ dưỡng đang bắt đầu nhiều dần hơn, đúng không ạ? Bởi vì một cá nhân mình cũng đã đầu tư ở trong đấy rất là nhiều, nên là nếu mà các bạn mà muốn đầu tư vào khu vực Hà Tĩnh thì đây là một cái điểm đầu tư rất là tốt cho các bạn, là các bạn tìm hiểu được đầu tư Hà Tĩnh với cái đất giá rất là rẻ. Quan trọng hơn nữa là cái khu kinh tế Vũng Áng ấy, là các bạn nhìn nhận ấy, là nó rất là gần là bên chỗ mộ, cái khu quần thể du lịch mộ của cụ Giáp. Vậy thì nếu mà người ta vào đây, người ta sẽ đi được sang Quảng Bình cũng rất là nhanh, để liên kết vùng ấy. Thêm nữa là những người mà làm về logistics, gọi là vận chuyển ấy, thì người ta sẽ đi đường hàng thủy. Thì cái việc mà ở Hà Tĩnh là cũng là điểm gần như là trung của miền Trung, thì cái việc mà cầu lối giữa Bắc vào Nam cũng rất là gần. Mà tập đoàn Vingroup thì họ đang muốn hướng đến là cả một cái dây chuyền sản xuất xe VinFast ở đó, hay là những cái phụ tùng, thì họ sẽ cần nguồn lao động, cần mặt bằng sạch và cần cái gì ở vị trí liên kết, nên là họ sẽ là tự tạo ra mình một cái cảng biển, giống như là mình gọi là một cái bãi xe, một cái bến xe riêng của họ thì họ sẽ làm. Và chắc chắn là cái xe điện của họ giống như Tesla trên thế giới là họ đang đầu tư rất là mạnh, và họ cũng chỉ phục vụ riêng cho cái thương hiệu của họ thôi. Thì đây là một cái thông tin rất là lớn mà nếu mà các bạn để ý nên lập kế hoạch chiến lược đầu tư ấy, thì các bạn đầu tư ở đây ấy, thì cái lượng tiền hoặc là cái lượng công nhân lao động, nguồn lao động ở đây sẽ rất là đông, nên các bạn đầu tư được cả hai hướng. Một là các bạn đầu tư sau đất ven biển thì mình nghiên cứu loanh quanh chỉ 3 đến 5 triệu đến 7 triệu đến 10 triệu là cũng mảnh đất rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Thứ hai là các bạn đầu tư bên trong đi thì đất nó rẻ hơn khoảng trên dưới 1 triệu 2 triệu thì các bạn mua cái đất đấy, để mai kia các bạn hướng đến mục tiêu là cái nhóm khách hàng là những người công nhân, hoặc là đánh sóng cái người công nhân là người sử dụng cuối cùng. Nhưng quan trọng hơn ấy là cái người mà mua lại của mình, đó là những nhà đầu tư tiếp theo, thì khi có các thị trường kia, bởi vì trong cái tin quy hoạch thì nó sẽ có những dạng đầu tư khác nhau, các nhà đầu tư sẽ đã tạo cho mình những cái dạng đầu tư khác nhau, có thể đầu tư tiền vào quy hoạch, trong quy hoạch và triển khai quy hoạch, hoặc là kết thúc quy hoạch, có nghĩa là đi vào hoạt động thì sẽ có cái lượng công an việc làm, đúng không? Công nhân, đúng không? Nên là các bạn đầu tư theo hướng nào cũng được, quan trọng là cái kế hoạch của các bạn muốn đầu tư bao nhiêu tiền, kỳ vọng lợi nhuận như nào, và thời gian các bạn đầu tư ra làm sao. Thì đây sẽ là một cái địa phương hay là một cái thông tin để các bạn tham khảo để lên cái kế hoạch đầu tư cho mình. Thì trên đây là tất cả là đều những là cái tích góp và những cái gì mình nghiên cứu ở những cái thành phố biển, bởi vì là Hà Tĩnh đang rất là rẻ, song trong tất cả những cái thành phố biển tại Việt Nam có bãi tắm nhé, còn những cái chỗ không có bãi tắm thì mình không có nói đấy, thì các bạn có thể nghiên cứu và tìm hiểu. Còn các bạn muốn đóng góp hay muốn chỉnh thêm một chút thông tin nào để tạo cho chúng ta nó những cái thông tin giao lưu với nhau tốt, thì các bạn có thể comment bên dưới. Để chúc tất cả các bạn sẽ đầu tư thành công.